Chính ba con. Hấp dẫn chưa? Bảy cá này cũng hiệu quả chứ bộ. Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái bẫy cá đơn giản bằng chai nước ngọt mà theo kiểu mới, chứ không phải là theo kiểu như hồi xưa trước giờ. Thì đây bạn, mà đây là cái chai nước ngọt nè, chai Coca. Mình đã thiết kế là thành một cái bẫy như thế này. Đây. Thì mình sử dụng một cái chai nước ngọt to, lít rưỡi, làm chai nước suối nước ngọt nhỏ, mình cắt làm cái hôm như thế này. Đây, các bạn thấy không? Cái miếng hôm nè. Đó, thì mình cắt tươi tươi như thế này nè để mà nó làm cái hôm. Thì giờ xung quanh các bạn khoét cho mình những cái lỗ để mà nó thoát nước ra nè. Thì trên đây mình sẽ cắt. Cắt để mình lấy cá ra ngoài và mình sẽ dùng một cái lá mình đậy lại đây. Thì cá vô nó xuống đây để xong ra được. Đó. Thì mình sẽ dùng một cái cây tre nhọn để mà mình cắm xuống giữ cho nó không bị không có bị trôi hoặc là cho nó cố định đó các bạn. Thì xung quanh phía sau này cũng khoét nhiều cái lỗ nè để cho nước nó nhúc nó lòn vô cái chai này, cái chai mình nó không bị nổi lên, và đồng thời là nước nó sẽ thổi qua xuyên qua những cái lỗ này để dùng đây lấy những cái mùi tanh của mồi đi ra phía trước đây để mà đánh tạo cho con cá nó đánh hơi vào. Thì đây là một cái bẫy cũng khá đơn giản thôi mà hơi bỏ kỳ công chút xíu. Các bạn thấy không? Cái hôm thì mình làm cũng bằng tận dụng bằng cái chai thôi. Thì nhìn một cái bẫy vậy nó cũng là đơn giản thôi chứ không có gì đâu phức tạp các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bẫy tương tự như này. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình nè. Chai nước ngọt khoảng lít rưỡi. Chai nước ngọt nhỏ. Chai xúc suối cũng được. Một cái thanh tre có vuốt nhọn một đầu. Để mà mình kim xuống với đất một cách dễ dàng. Bên cạnh đó thì có đục cắt kìm kéo nè, này kia, kiểu dao. Và để mà phát lỗ nhanh á, thì các bạn sử dụng một cái mỏ hàn. Thì đây mình sử dụng cái mỏ hàn mình gắm điện vô cho nó nóng á, để mình phát những cái lỗ này cho nó nhanh hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm cơ bản nhất. Các bạn cùng xem ha. Thì đầu tiên các bạn cắt cho mình cái chỗ này để mà tại vì các bạn đây nè, thấy không, cái miệng này nó quá nhỏ đi, mình không thể nào làm cái hôm để con cá chung vô được, để buộc mình phải cắt từ này nè, cắt chích chích trên chút, từ này nó sẽ bự hơn các bạn. Tháo cái bao kiến này cho các bạn dễ quan sát hơn. Đây. Thì các bạn cắt ngay chỗ khoảng này nè các bạn, ngay chỗ cái khất nè, cái khất của chai nè. Đây là chai Twitter cam nha. Chai này nó có nhiều cái khu cái ngăn nè. Thì đây có cái ngăn thẳng này nè, thì các bạn phát lỗ các bạn nhét vô cái khay này nè, ngay cái ngăn này nè, khất này nè thì nó sẽ không bị vuột ra ngoài. Còn nếu mà chai nào không có thì các bạn phải xỏ dây các bạn cột nó chắc chắn hơn. Bây giờ mình sẽ cắt ngay khớp này. Cắt ngay khớp này sẽ ngay hơn các bạn. Các bạn cắt ra một cái ấy như thế này. Đơn giản thôi. Bây giờ bạn sẽ dùng một cái kéo, các bạn cắt để mà cắt hôm các bạn. Các bạn cắt các bạn quan sát nha. Các bạn cắt làm bốn góc như này. Hôm để con cá nó chung vô nó sợ tạo sự cái mềm mại á.
ăn cá nó chung vô mà nó không bị cứng mà nó di vô chung ngược nó ra. Thì các bạn cắt làm tư vậy. Xong các bạn một cái miếng gì các bạn cắt nhỏ nữa. Một cái miếng gì các bạn cắt làm tư nữa. Đó. Đơn giản thôi. Thì như vậy thì cũng hơi cứng quá, các bạn cắt thành những cái góc cho nó đẹp chút. Các bạn cắt ngay những cái góc này nè, các bạn cắt xéo ra. Nhìn cho nó đẹp luôn. Bạn tước bỏ đi những cái này đi. Đó các bạn nhìn nó đẹp không? Này giống như cái bông kìa các bạn. Nè, đó. Đó, đẹp chưa? Đây. Đó các bạn, để bằng cá nó chung vô nó sẽ có sự đàn hồi nè. Ví dụ cái này nó hơi nhỏ thì cá bự cá lóc chung cũng vẫn được thì nó sẽ hở ra tạo cái độ đàn hồi ra để mà cá nó chung vô dễ dàng hơn. Ok, thì bây giờ làm cái hôm xong. Thì bây giờ cái chai này các bạn đo, các bạn cắt cho mình. Thì bây giờ mình cho nó cách cái miệng đít chai khoảng 2 phân đi. Đó, bây giờ các bạn dùng dao, các bạn gạch thì các bạn cắt ra thôi. Để sơ sơ cắt các bạn. Nghe thi sơ cắt chứ không cần chính xác lắm. Tí xíu mình còn cắt lại nữa mà. Rồi. Các bạn gạch cái đường này, giờ các bạn phát lỗ đi. Phát lỗ cho mình. Phát xuống cái lỗ vậy nè, để mình dễ đúc cắt. Thì mình sẽ cắt theo cái lằng gạch hồi nãy nè. Chai nước cam mới vừa uống xong nên nó còn thơm nữa các bạn. Đó, các bạn phát cái lỗ như thế này nè. Đây cái miếng sau kìm cắt nè. Bây giờ mình cứ gá lại cái này. Thì nó coi mình coi các bạn coi chỗ nào còn phiết thì mình cắt thêm cho đó. Thì
thì các bạn phải gọt theo cái lỗ này nè cho nó vừa, rồi bỏ vô cái này vô. Bây giờ mình sẽ gá cái này vô các bạn, thì nó hơi hơi vậy thôi, nó cũng chưa ấy, mình phải cân chỉnh thêm. Để nhắc luôn vô cái thì mình phải cân chỉnh thêm cho nó phù hợp. Như cái này nó còn hơi ngấy nhỏ nè, gọt cái này bự hơn chút. Chỉnh hơi hơi đây, các bạn gọt quá cái lố thì nó không đẹp lắm. Cũng tương đối rồi. Bây giờ mình sẽ nhét vô luôn. Thì ở đây nó tới 1, 2, 3 cái thớt, mình sẽ cho vô cái thớt thứ hai. Cái thớt thứ hai để cho nó cứng hơn các bạn. Còn hơi ấy nè, khoét bự lên chút nữa. Thì mình đã khoét cái lỗ để mà cho cái hôm này vô các bạn. Mình tại mình có cái khất này nè, nó hơi cứng. Chai Victor Cam á, nó có cái khất là nó sẽ giữ đây, mình không cần phải mà cột dây. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái chỗ này. Thôi, bây giờ mình sẽ ngàm thử để mà mình teo cái cột cái cây mình cắm xuống, mình canh giữa là được các bạn. Đó. Đây đi. Cái này. Ok. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái cây mình phét để mình cột cái dây vô. Nóng chưa đây? Chắc chưa nóng đâu. Chưa nóng các bạn, cho cái mùa hàng nóng chút xíu. Bây giờ mình sẽ chấm phát lỗ để mà mình cột dây các bạn. Chưa nóng không? Mình chấm lỗ trước đi. Xíu mình phát sao? Cho ngày nó chỉ nó chặt lỗ đây, chặt được rồi này. Thì giờ mình sẽ dùng dây mình cột vô, mình cột cái cây vô trước rồi mình mới phát tiếp những cái lỗ còn lại. Ở đây mình sử dụng dây chì nè các bạn. Dây chì để mà cột cho nó cứng.
tiến hành gọt cây vô các bạn. Mình đổ khoảng cái đầu mình gọt cây lại. Đổ vô đi, xong rồi mình sẽ dùng kìm mình cố định lại. Các bạn siết cứng vừa phải, đừng siết cứng cứng quá, dây chì cứng quá nó sẽ bị gắt cái chai nước ngọt. Tên này cũng vậy, vừa phải thôi. Sau đó mình cắt những cái cọng dây chì này dư ra, nhìn cho nó coi nó đẹp chút hơn, các bạn chứng có gì hết. Có thể gõ cho nó nằm xuống, nằm xuống để nó lại đứng dướng. Nó khỏi bị dướng thôi chứ không có gì hết các bạn. Ok, thì mình đã cơ bản hoàn thành cái cột cái cây cho cái lọ của mình. Mình gắm xuống các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành phát những cái lỗ để mà cho nó rút nước và nó đưa mồi ra. Thì mình tiến hành phát dưới đít nè, cái lỗ dưới đít hàng giờ nóng rồi nên phát cũng dễ dàng. Mình phát càng nhiều lỗ thì nó rút nước nhanh hơn. Chút hơm nè các bạn, cái trước cái hơm mà để mà cho nó dẫn mồi ra. Càng nhiều lỗ thì nó dễ mau nước thôi. Cái này vùi lỗ cũng dễ mà, tha hồ vùi cho nó thoát nước. Lỗ phía sau nữa. Tâm giác nhìn cho đẹp đẹp chút xíu các bạn. Mình vùi lại cái móng canh cho đẹp nữa. Sao có nhiều lỗ để rút nước được các bạn. Ít lỗ đây nữa.
khác đem đây cũng được. Cái mỏ hàng điện này các bạn làm lẹ, chứ bạn cần đốt lửa làm cũng được nhưng mà lâu. Đẹp hả? Để làm trên đây cũng được nữa các bạn. Sẵn mà, sẵn có dùi làm luôn, nhiều nó dễ hút nước. Nhiều lỗ được rồi các bạn ơi. Phát chi nhiều nó cũng phí điện mình. Hiện giờ mình phải cắt trên đầu này nè để mà mình túc cá ra. Tí xíu mình dùng cái lá hay cái gì để mình che lại để mình túc cá, cá vô chung cũng ra được. Thì mình đã cơ bản hướng dẫn các bạn làm cái bẫy cá bằng cái chai nhựa mà theo phương pháp cải tiến thế này nè. Thì nó cái này nó làm giống giống như là cái lạp đứng vậy các bạn. Khá đặc biệt. Mình làm hôm này thì mình làm bằng cái chai nhựa thôi. Thì mình bây giờ mình sẽ cho mồi vào. Mình sẽ cho mồi vào hai cái bẫy này để mình đi bẫy thử cho các bạn xem cái hiệu quả của nó nha. Thì mình sẽ nhắc lại cái này đơn giản lắm, làm những chai nhựa thôi. Theo phương pháp cải tiến có hôm đàng hoàng luôn. Hôm thì mình sử dụng một cái chai ngọt khác mình cắt, các bạn thấy không? Mình cũng khá là cầu kỳ, mình cắt hôm nó hơi đẹp chút xíu, nó hơi mà tự khen một chút xíu đấy các bạn. Đây, đang nhìn cái hôm nè, cắt tỉa này cho nó nhìn nó được được chút xíu. Nói chung là cũng ok. Thì bây giờ mình sẽ đi bỏ mồi vô và mình bẫy cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ cho mồi vào những cái lạp này các bạn. Đây mình sử dụng còng. Còng mình đi bắt. Thì các bạn có thể cho vào những cái hôm này cũng được nè. Đó. Cái hôm này mình làm cũng khá là dễ dai. Các bạn có thể cho còng từ phía này cái hôm, hoặc các bạn có thể bỏ từ tên xuống được nè. Đó. Mình cho khoảng 5-6 con gì cho nhiều để mà tanh cá vô các bạn. Rồi các bạn có thể cho mồi vào nhiều cách đâu cũng được. Đó, nhiều mồi đi các bạn, 5 con. Này bỏ tinh đậu xuống. Rồi, cho ăn rồi. Cho nó ăn rồi mà. Đây các bạn, mình đã cho mồi vào hai cái bẫy cá của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi đặt để cho các bạn xem cái thành quả nha. Dạ. Thì do là nãy mình có phát cái lỗ này để mình túc cá các bạn. Thì để mà từ trường hợp á, sạm đặt những chỗ nước sâu á, nó sẽ ngập qua này cá chung ra, thì mình sẽ dùng một cái lá để mình đẩy này lại để mà cá không ra được. Thì thường mình sử dụng cái lá máy dầm. Máy dầm đây các bạn. Xưa là mấy cái lập mình hay đặt lập đứng mình cũng sử dụng pháp này nè. Thì các bạn dùng khoảng chừng 2 lá thôi.
các bạn cắt bứt hai lá, các bạn chẹt vô đây nè, thì vậy nè, nó bí lại thì cá sẽ không chung ra được. Tùy vào cái lỗ các bạn chọn cho 2-3 lá cũng được. Đây. Lá này ngứa nè các bạn, không quen là bị ngứa. Thì các bạn cứ nhét như vậy thôi. Đó, nó bung như vậy nè. Thì cá nó sẽ cung chung ra được, nó vô nó ăn mồi nó sẽ ở đây. Nước có ngập tàn qua đây luôn. Ngập qua bao nhiêu thì ngập mà nó không ra được. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm chỗ và đặt bẫy các bạn. Giờ mình sẽ đi thăm mấy cái bẫy cá mà làm bằng chai nhựa theo phương pháp mới của mình đó các bạn. Thì mình đang đi ra cái chỗ mình bẫy đặt bẫy nè. Để mình thăm. Nhất lớn rồi các bạn. Dính 3 con. Hấp dẫn chưa? Bảy cá này cũng hiệu quả chứ bộ. Dính lên nè các bạn. Chưa? Để mình đem ngoài sáng cho các bạn coi. Đây các bạn, cái này dính được 3 con nè, cái này dính được 1 con rồi, nó gớt cái lá vô luôn rồi. Để túc ra cho các bạn coi nha. Đó, gớt lá vô các bạn. Này làm hơi lỏng, lọt vô. Cái này trơn. Đó, thấy không? Giờ mình túc cái này ra. Cái này thì được 3 con. Đó các bạn, con bự bự không? Đây các bạn, đây là cái chia sẻ của mình về cách làm cái bẫy cá bằng cái chai nhựa. Thì mình làm hai cái bẫy được, tại vì mình không có thời gian mình bẫy cho các bạn xem. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm và bẫy cho các bạn xem cái hiệu quả thôi. Khi nào có thời gian thì mình sẽ làm cái clip đi bẫy cá bằng cái chai nhựa này nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình cũng chia sẻ các bạn bấy nhiêu thôi. Thì mình cũng xin tạm dừng clip hướng dẫn các bạn làm cái bẫy cá bằng cái chai nhựa. Thì nếu mà các bạn thấy thích clip thì các bạn nhớ like, chia sẻ clip ủng hộ mình. Và đừng quên like, chia sẻ đến nhiều người xem. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để mình theo dõi những cái clip mới nhất từ kênh. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn.